Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video, phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tiểu Đậu dựa ống kính vào đúng nửa người của Trạch Lan, cô cúi đầu gào lên, "Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy giáo sư La, tôi đã biết mình toi rồi, giáo sư. Em thích thầy, từ khi mới gặp thầy, chỉ cần nhắm mắt, trong đầu chỉ toàn là hình bóng thầy, em yêu thầy từ cái nhìn đầu tiên rồi." Trạch Lan quay người lại, nói xong rồi à nói xong thì ra ngoài tiểu đậu bối rối giáo sư có thể cho em biết lý do từ chối không ông kính đưa thẳng vào mặt trạch lan bình luận thay phiên nhau hiện lên nãy định nói người đàn ông này quá lạnh lùng rồi tiểu đậu đừng đau lòng người tiếp theo sẽ tốt hơn hút ngay trời ơi bông hoa lạnh lùng ở đời thực à em gái à mục tiêu của em cao quá rồi người thường sao có thể hẹn hò với thần tiên được trạch lan bắt đầu khó chịu lời bày tỏ của em làm phiền đến tôi không lẽ trước khi vào tòa nhà em không đọc thông báo à không phải nhân viên thì không được ra vào tòa thực nghiệm, nếu còn tùy tiện đi vào đây nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ." Trạch Lan dứt khoát đóng cửa lại, phía dưới gầm bàn vang lên tiếng cười khoái chí, Trạch Lan ngó xuống, "Em định nhặt đồ thôi mà bò dưới sàn lâu dữ vậy?" La Tiếu trả lời, chạy đến đưa đồ cho anh, lại bắt gặp cảnh tỏ tình, đúng là quá hời. Tiếp đó La Tiếu đưa tay cho Trạch Lan kéo dậy. Cô tiếp tục trêu chọc, "Anh ơi, người ta thích anh lắm đó." Trạch Lan bất lực, "Đừng có học cách nói chuyện buồn nôn đó với anh." La Tiếu vẫn tiếp tục, "Anh ơi, ôm cái nào?" ôm trạch lan la tiếu thầm nghĩ không ngờ câu chuyện yêu thầm của tiểu đậu anh mình lại là nhân vật chính hong hớt đến nhà của mình luôn nếu như thật sự có làm phim sẽ bị anh đánh chết mất tiểu đậu bên ngoài ấm ức nắm chặt tay không được mình không thể cứ vậy mà chịu thua vài câu tỏ tình đơn giản chắc chắn là giáo sư chưa hoàn toàn hiểu được tâm ý của mình tiểu đậu dứt khoát mở cửa phòng ra giáo sư em đã viết lại quá trình yêu thầm thầy thầy có thể xem không chưa nói hết nhìn thấy cảnh tượng trước mặt tiểu đậu bất ngờ giáo sư thầy có bạn gái rồi sao? cư dân mạng cũng đã thấy khung cảnh này, họ nho nhao bình luận, trời ơi, La Tiếu, sao cô ấy lại ôm ấp giáo sư thần tiên vậy? phá án rồi, nhìn đồng hồ của hai người là cặp đôi, Tiểu Đậu chỉ vào La Tiếu nước nở, giáo sư, thầy nói người không liên quan không được vào đây, chẳng phải cô ấy cũng là người không liên quan sao? Trạch Lan lúc này cũng đã nhìn thấy chiếc điện thoại trên cổ của Tiểu Đậu, anh không buồn giải thích, không phải chuyện của cô, Tiểu Đậu chuyển đối tượng công kích, cô nói lớn, La Tiếu, cô có bạn trai rồi mà còn như vậy. La Tiếu khoanh tay thản nhiên, diễn xuất cô giỏi thật đấy, cảnh quay còn chưa dựng xong mà cô đã nhập vai rồi, cái biểu cảm chính thất bắt tiểu tam đó là sao đây, không biết còn tưởng cô là vợ của anh ấy đó. Tiểu Đậu thẹn quá hóa giận, lắp bắp nói, "Tôi, tôi chỉ là không thuận mắt, việc cô thấy người đàn ông ưu tú nào cũng đòi chiếm lấy thôi." La Tiếu, Minh Tư Nhiên có biết cô ngoại tình không? La Tiếu đóng cửa phòng lại, cô lo xa thật đấy, Tiểu Đậu nhìn chiếc điện thoại, không trả đũa cô, thì sao xứng với cơ hội ông trời đã cho tôi. Tiểu Đậu nhanh chóng đăng một bài viết lên mạng, khiến cho mọi người thất vọng rồi, xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ đến như vậy, đúng thế tôi không có gì xứng với người ta, bị từ chối cũng hợp lý thôi. Nhưng tôi thật sự không hiểu, cô ấy cái gì cũng có rồi, tại sao còn phải dành nhiều đến vậy? Phía dưới bài viết còn kèm theo một video, Tiểu Đậu đăng xong thì khó chịu suy nghĩ, không ngờ giáo sư cũng bị cô ta mê hoặc, đàn ông đúng là vẫn xem trọng gương mặt đẹp, nếu tôi không có được thì cô ta cũng đừng hòng có được giáo sư một cách hoàn toàn. Trong phòng, La Tiếu thoải mái duỗi thẳng người, anh ơi học trò này của anh không được chút nào len lút đăng câu chuyện yêu thầm anh lên mạng thiếu chút nữa bán đi bản quyền hình ảnh đây có tính là xâm phạm không trạch lan lên tiếng lúc nãy cô ta dùng điện thoại quay chúng ta chắc sẽ còn hành động tiếp la tiếu ngạc nhiên đôi chút cô nhanh chóng mỉm cười đắc ý được đó nhìn là biết cô ta không phải dạng vừa rồi len lút như con chuột cống suốt ngày nhìn trộm anh trạch lan đưa điện thoại trước mặt la tiếu trước khi em lãng phí thời gian cho con người đó thì bàn với anh trước đi la tiếu ngạc nhiên vụ gì cơ biểu cảm này của anh là sao? Trạch Lan lên tiếng. Hôm qua anh gặp Sắc Ly, anh ta lỡ lời hỏi gần đây em ổn không? La Tiếu tối sầm mặt lại, Trạch Lan đưa một sấp giấy trước mặt cô. Tiếu Tiếu, đây là gì? La Tiếu giải thích, cố gắng né tránh, em chỉ là đến bệnh viện lấy thuốc mà thôi. Cô xoa dịu Trạch Lan, muốn lấy lại tờ giấy. Anh à, con gái có nhiều bí mật nhỏ mà đến anh trai ruột cũng không được biết mà. Trạch Lan đương nhiên không buông tha cho cô, anh để tờ giấy ở độ cao mà La Tiếu không thể lấy được. Sắc Ly là bác sĩ khoa thần kinh, Tiếu Tiếu, có phải em gặp chuyện gì ở nước ngoài không? La Tiếu gãi mặt, không có gặp chuyện gì hết. Em sống tốt lắm, chẳng phải anh cũng đến thăm em định kỳ sao? Trạch Lan hỏi tiếp, việc em chia tay Minh Tư Nhiên có liên quan đến cái này không? Nói đến anh ta. La Tiếu bắt đầu không giữ nổi cảm xúc của mình mà để lộ ngay. Minh Tư Nhiên không biết gì cả, anh đừng nói anh ấy biết. Nghe vậy, Trạch Lan có chút tò mò hỏi lý do cô giấu giếm. La Tiếu chỉ im lặng không muốn trả lời anh. Biểu hiện của La Tiếu lại càng làm Trạch Lan lo lắng hơn. Anh nhẹ nhàng bảo cô, anh liên lạc bác sĩ đây. Ngày mai em theo anh đi gặp bác sĩ kiểm tra, La Tiếu nghe tới gặp bác sĩ, liền sốt ruột cầu xin, không chịu, bây giờ em không còn triệu chứng gì nữa rồi. Thật đó, bắt em đi bệnh viện nữa là em giận cho coi, Trạch Lan nắm tay cô bỏ ra, tùy em, nhưng em phải đi bệnh viện. Đừng để người thân lo lắng cho em, La Tiếu vẫn cố chấp hết, em đã nói bao lần rồi, em đã hết bệnh nên em không đi đâu, Trạch Lan lo lắng nhìn La Tiếu. Sally nói, đôi khi em sẽ bị ảo giác, sau đó anh ôm cô an ủi, Tiếu Tiếu, anh không xứng với danh xưng anh trai lớn. Suốt ngày chỉ biết học hành làm việc, phớt lờ em gái mình, em gặp chuyện lúc nào anh cũng không biết, không sao đâu. Tất cả đều là quá khứ hết rồi, La Tiếu có hơi cảm động trước mấy lời này. Anh, sau khi lên xe, Trạch Lan vẫn còn hỏi về vấn đề đó. Em nói mình xuất hiện triệu chứng, ngay không lâu sau khi chia tay với Minh Tư Nhiên, hai người chia tay, là vì sức khỏe của em, La Tiếu nhìn ra cửa xe, xa xăm đáp. Ừm, chỉ vì chuyện này thôi, lúc đang đi với Trạch Lan thì La Tiếu có vô tình lướt điện thoại, phát hiện bản thân đang bị phốt lúc nào không hay nội dung chính là livestream thất bại la tiếu bị lộ chuyện ngoại tình trên đầu minh đắt đi bị cắm đầy sừng người đăng bài là một người tên tiểu đậu phía dưới bình luận đều có đầy đủ sắc thái có người động tình với người đó có người lại binh vực la tiếu la tiếu bỗng suy nghĩ được gì đó liền gọi trạch lan anh muốn em ngoan ngoãn theo anh đi bệnh viện vào ngày mai không trạch lan nghi ngờ nhìn cô mắt la tiếu lại sáng lấp lánh đáp ứng một yêu cầu của em thì em sẽ đi lúc này bên phía của cô gái tên tiểu đậu cũng đang livestream cô ta bày tỏ nỗi lòng. Tôi thất bại trước một người vô liêm sỉ, thất bại trước việc chênh lệch nhan sắc, trùng hợp là Minh Tư Nhiên cũng đang xem trực tiếp của cô ta, sẵn tiện tiểu đậu nói. Thật ra bây giờ tôi vẫn còn chưa bình tĩnh lại, tôi thật sự không hiểu tại sao một người lại có thể tham lam đến vậy. Minh Tư Nhiên, anh biết la tiếu cắm sừng anh không? Minh Tư Nhiên nghe vậy liền tức giận nhắn lại, ăn nói đàng hoàng chút. Trong lúc đang căng thẳng thì bổng cuộc phát trực tiếp của tiểu đậu đồ dưng mở camera. Trên màn hình chia làm hai nữa, một là khuôn mặt la tiếu, hai là của tiểu đậu. La Tiếu vẫy tay trước màn hình, đang mắng tôi cái gì thế, tiêu chuẩn đạo đức của các người cao như vậy. Sao lại lén lúc nói xấu người khác, có gì thì nói trước mặt tôi này, tiểu đậu bắt đầu bối rối, tôi đâu có liên kết livestream, chuyện gì thế này. Phiền cô tự giác thoát ra ngoài đi, La Tiếu chống tay lên cầm, không chịu đâu, tiểu đậu bắt đầu bấm đủ thứ trên màn hình, chuyện gì vậy. Không thể thao tác, sau đó cô ta lại gọi điện, alo xin chào, đột nhiên có người lạ liên kết với livestream của tôi, tôi không thể tắt đi. Xin hãy giúp tôi đá cô ta ra ngoài, trong lúc tiểu đậu đang xử lý vấn đề, thì đám người xem live bên dưới đã thấy khuôn mặt cô ta bắt đầu chê bai thẩm tệ. Sau đó thì nhân viên cũng nói với cô, xin lỗi cô, chúng tôi không có quyền đó. Tiểu đậu vẫn còn thắc mắc hỏi tại sao thì La Tiếu đã trả lời thay, tức là anh ta còn phải ăn lương bởi vì đài phát trực tiếp này là của tôi mà. Ngạc nhiên không, bất ngờ không, tiểu đậu hết cớ nên tức giận mắng. Cô liên kết với tôi làm gì, vào đây khoe khoang hả, đúng là tôi không đẹp như cô, nhưng việc làm bỉ ổi như vậy, bộ tôi nói không được sao. Cô có thời gian thì giải thích với Minh tổng đi." La Tiếu thản nhiên hỏi lại, "Giải thích cái gì?" Tiểu Đậu ác ý đáp, "Giải thích vì sao cô lại ôm vị giáo sư mà tôi thích, coi chừng ngày mai mất hết tất cả đó." La Tiếu chỉ tay, "Đúng, tôi cứ ôm anh ấy đấy, cô biết anh ấy tên gì không?" Tiểu Đậu lại càng tỏ ra chắc chắn, "Giáo sư tên gì quan trọng lắm hả? Cô thừa nhận có ôm anh ấy rồi, Minh tổng anh thấy chưa, người phụ nữ mà anh luôn bảo vệ là loại người lăng nhăng đào hoa vậy đó." La Tiếu nháy mắt, chưa đùa, "Ô thì ra cô không biết anh ấy tên gì." đã vội vàng bóc phốt tôi minh tự nhiên vừa xem vừa đánh giá hư quá nha tiếu tiếu lại trêu chọc người khác la tiếu che mắt đùa giỡn vậy nếu tôi nói tôi không chỉ ôm ấp giáo sư của cô chúng tôi còn sống cùng nhau anh ấy còn cho tiền tôi tiêu có phải cô càng tức giận không tiểu đậu đập bàn vậy là cô thừa nhận rồi câu đó vừa dứt thì bình luận ở dưới liền sôi sục trời đất chị tiếu tự phốt mình minh đắt đi của tôi có phải bị cắm sừng rồi không do tôi điên hay chị tiếu điên rồi chứ có vụ phát trực tiếp nhận mình ngoại tình nữa à nghệ sĩ lịch lạc có thể bị phong sát loại tiểu thư lịch lạc này có thể cũng bị phong sát được không trước mấy lời mắng chửi đó la tiếu chỉ bình thản hôm nay để cho các người xem người đàn ông sống cùng tôi là ai sau đó la tiếu hướng máy quay về phía trạch lan đang cau mày ngồi đó tiểu đậu bất ngờ bọn họ thật sự sống cùng nhau la tiếu đến khoát vai trạch lan vui vẻ giới thiệu giới thiệu với mọi người người đàn ông đẹp trai anh tuấn thân hình cao giáo lại trí thức siêu cao anh ấy chính là anh ruột tôi la tiếu quay sang nói với trạch lan chào mọi người đi đối với chiêu trò của em gái trạch lan chỉ lạnh lùng nói nhạt nhẽo tiểu đậu nghe tới đấy liền sốc đến tái mặt anh ruột anh ruột giáo sư là la tiếu đồng hồ cặp la mình nên sớm nghĩ ra mình thua rồi nghĩ xong tiểu đậu liền hổ thẹn tắt lai like. la tiếu bên kia thỏa mãn nhìn điện thoại muốn tạt nước bẩn vào mình còn đòi đấu với mình sao đúng là không biết oai phong của mình mà cô còn chưa kịp vui vẻ khi thắng cuộc thì một giọng nói của trạch lan đằng sau khiến cô gợn tóc gáy tiêu tiếu hãy nhớ lời hứa của em với anh đi gặp bác sĩ. Lúc hai người đang trên xe đi đến chỗ bác sĩ, La Tiếu nhìn điện thoại, Weibo của tiểu đậu khóa mất rồi, chạy trốn nhanh thật, sau khi cô công khai Trạch Lan là anh trai. Có một bài đăng đã kể rõ hết thành tựu của anh, đại thần khoa học kỹ thuật, quán quân Olympic quốc tế, tay đua xe chuyên nghiệp, đoạt giải thưởng quốc tế mỏi tay, rốt cuộc là thần tiên gì đây? Rõ ràng có thể dựa vào gia sản, nhưng lại có tài năng, hàng chục ngàn người cầu mong có một người anh trai như thế, La Tiếu vui vẻ khoe với anh, anh ơi, anh được yêu thích ghê sắp trở thành anh trai quốc dân rồi, rất nhiều em gái muốn tranh giành anh với em đó. Trạch Lan nghiêm túc khẳng định, đừng nói bậy, anh chỉ có mình em là em gái thôi. La Tiếu đọc bình luận, thấy có người nhận là anh trai liền cười trong bụng, lớn già đầu rồi, còn tranh giành cái này, ấu trĩ không chứ. La Tiếu cũng vô tình đọc được tin của Minh Tư Nhiên, tôi là tiểu ca ca của Tiếu Tiếu, khi nào về nhà vậy, muốn gặp em. La Tiếu và Trạch Lan xuống xe, Trạch Lan hỏi thăm, đến bệnh viện rồi, có gì không? La Tiếu trả lời, không có gì chúng ta mau vào trong thôi. Thấy hai người đến, một số y tá đã nhận ra, ai ra, anh của La Tiếu với anh Minh Tư Nhiên, hai người cuối cùng cũng gặp được bác sĩ. Bác sĩ giới thiệu trước, chào anh La, tôi là Lục Trước, Trạch Lan cảm thán, bác sĩ Lục trẻ quá, Lục Trước nhìn La Tiếu. Khẳng định, về năng lực chuyên nghiệp của tôi, thì anh có thể yên tâm, đây là cô La Tiếu được nhắc đến trong lời hẹn đúng chứ, La Tiếu gật đầu. Là tôi, Lục Trước giơ tay, mời La Tiếu vào phòng, vậy chúng ta vào phòng trước nào, một lúc sau Lục Trước cũng báo tình hình cho Trạch Lan bên ngoài, bệnh của La Tiếu đã từng rất nghiêm trọng, phải uống thuốc định kỳ, tinh thần của cô ấy có thể đã gặp vài tình trạng, Trạch Lan xoa đầu mệt mỏi, cũng trách tôi, thiếu chăm sóc em ấy. Thấy La Tiếu bước ra, Lục Trước liền đổi lời lại, theo kết quả kiểm tra, trước mắt cô La Tiếu rất bình thường. Trạch Lan hỏi, "Trước mắt?" Lục Trước nói tiếp, "Triệu chứng ảo giác có hai nguyên nhân, một là xuất phát từ sinh lý cơ thể cô ấy, hai là do tâm lý." Cô La Tiếu nói cô ấy chưa bị kích động qua, là bệnh nhân cũ đi khám tạm thời không phát hiện gì lạ cô ấy cũng không cần uống thuốc trạch lan liếc nhẹ qua la tiếu sau này có tái phát không cái này rất khó nói đa số bệnh nhân tâm thần chỉ có thể hết tạm thời nhưng trước mắt thì tình trạng đang tốt khi ra về la tiếu dơ dơ tờ giấy đã nói em không sao rồi phí công đến đây trạch lan ăn ủi cô bác sĩ nói em không sao rồi không sao anh sẽ tìm người chữa cho em anh đưa em về trước lúc la tiếu vui vẻ đi phía trước trạch lan lại gọi một cuộc cho bác sĩ lục trước alo bác sĩ lục Tôi còn có chuyện muốn hỏi anh. Lục trước trả lời, được mời nói. Bệnh tình của cô là hiện tại chưa rõ ràng, nhưng giống như quả bom nổ chậm, có thể mãi mãi không tái phát, nhưng cũng có thể tái phát ở dây tiếp theo. Còn nữa, tôi có cảm giác cô La rất đề phòng tôi. Thông tin tôi nhận được cũng chưa chắc là thật. Trạch Lan trầm tư, ý là sao? Lục trước nói, ý là cô La thiếu nói mấy câu chưa gặp qua chuyện đả kích, có thể là nói dối. Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng